Hello, xin chào mọi người à, lần trước thầy có nói về cái quan tiếng của người Hồng Kông đối với tiếng phổ thông à, thực ra Hồng Kông không có một trường nào giảng dạy bằng tiếng phổ thông hoàn toàn thậm chí có rất nhiều trường học từ tiểu học đến trung học trường đại học không có dạy tiếng phổ thông bao giờ à, tại vì trường đại học của thầy có yêu cầu thầy học phiên âm tiếng phổ thông thôi nhưng mà không có yêu cầu học giao tiếp cho nên thầy có thể nói được hơn rất nhiều người Hồng Kông rồi nhưng mà muốn biết tình trạng tiếng phổ thông ở Hồng Kông ngoài cái tình trạng ở trường học các bạn đều phải biết cái trường đặc khu hoặc là các cơ quan chính phủ có nói được tiếng phổ thông không nếu các bạn muốn làm việc tại Hồng Kông cái này là chuyện rất quan trọng tại vì các bạn sẽ có rất nhiều thứ phải đối xử với cơ quan ở Hồng Kông rồi đáp án là không à bây giờ thầy sẽ chia sẻ hai tin tức cho em biết thực ra cái trường đặc khu giống như cái thư ký thành phố tại Việt Nam Thư ký thành phố Hồ Chí Minh nếu không nói được tiếng Việt, các bạn có tên không? Nhưng mà trường đặc khu ở Hồng Kông tất cả đều không có nói được tiếng phổ thông giỏi. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ hai tin tức cho các bạn biết về cái tình trạng hiện nay tiếng phổ thông tại Hồng Kông. Rồi. Cái này là tin tức của cái gì? Bắc Kinh Đại học Sân Văn Mộng.

hơn có nhận là người hồng kông trăm người hồng người già tại hồng kông dấu hữu tố nhận là có rất nhiều người tích phụ thông hóa sự phiền nâng được tiếng phổ thông của rất nhiều người cũng là tu sĩ dấu hàng công si là có giỏi hạn ý là không có không có rạn không có rạn rồi hơn còn tập sở chân dòng truyền dịch dân họ tập hỷ vụ tích sĩ càng cao trường đặc khu tân âm quyền lúc đó là tân âm quyền 10 năm trước là tân âm quyền họ dân họ

không có đâu trường đại học Bắc Kinh bắt cô nhưng mà thân nhầm chuyện dũng như miền từ thiêu gì là dũng như miền từ gì là chân nhầm chuyện là tân âm quyền rất là dũng cảm để đối mặt miền tôi là đối mặt hai từ là miền tôi là đối mặt cái uh, thiêu gì ở đây có thể hiểu như có thể coi như cái sự khó khăn dũng cảm dũng cảm uh, dũng cảm đối mặt cái sự khó khăn cho giờ tôi bắt tài biểu phát biểu diễn sự sĩ cho là ngày hôm qua mà tôi bắt tài là đến trường đại học bắc kinh phát biểu là phát biểu diễn sự là thuyết trình phát biểu thuyết trình trong trường đại bắc kinh truyền trình gì phổ phun hàn phun hàn thảm tích phát gì truyền trình là tất cả quá trình tất cả quá trình tất cả quá trình là chuyển trình gì hàm thảm là phun là một từ tiếng quả cũng thông dụng có nghĩa có nghĩa là không có tốt lắm thì có những độc lạ không có lưu lắc, cái này là bán hàm tan của tiếng phổ thông phát hiện, 2 là trường đặc khu dân âm quyền dân âm quyền, thì lấy cái, thì dùng thì thuyết với cái tiếng phổ thông có giới hạn, không có liều lắc thì giống như bây giờ thầy nói tiếng gì cũng không, có thể còn kém hơn thầy nói tiếng gì, thầy nói thiệt, rồi còn 10 năm sau thì sao? Bây giờ trường đặc khu đã thành Lý Gia Siêu rồi, Lý Gia Siêu, Lý Gia Siêu là ai? Lý ca Siêu là Uh, tiếp đó là cái um, cái thủ lãnh của cảnh sát hồng kông hơn có cảnh sát các bạn chỉ biết cảnh sát hồng kông là một uh, bộ đội để uh, xử lý về cái sự biểu tình trong nay năm 2019 cho nên ý cái cảnh sát đen là rất là yêu nước đúng không rất rất là yêu trung quốc tại vì lúc đó hồng kông cả hồng kông có rất nhiều người phản đối chính quyền hồng kông và chính quyền trung quốc cảnh sát Hồng Kông thì rất là trung thành với chính quyền Hồng Kông và chính quyền Trung Quốc. Nhưng mà nếu vậy thì có phải là trường đặc khu uh, là một cảnh sát Hồng Kông, thú lãnh của cảnh sát, cảnh sát Hồng Kông làm cái trường đặc khu có phải trình độ tiếng phổ thông năng và tiếng phổ thông sẽ cao hơn không? Không, đó là không hoàn toàn. Tại vì ở Hồng Kông ngôn ngữ khác với chính trị, ngôn ngữ khác với chính trị. Ở Hồng Kông có hai phí, một là phí ủng hộ Bắc Kinh và phí ủng hộ dân chủ hai bên này đều không có rằng tiếng phổ thông lắm thậm chí cái cái bên cái phí ủng hộ dân chủ còn có năng lực tiếng phổ thông tốt hơn nè tại sao tại vì họ nhiều khi họ đi đài loan mà đúng không những người rất nhiều người tham gia biểu tình xong bây giờ cũng đi đài loan đúng không nhưng mà còn cái phí ủng hộ dân chủ à, ủng hộ bắc kinh thì sao họ ủng hộ bắc kinh đi mà họ vẫn sống ở hồng kông làm việc ở hồng kông kinh doanh ở hồng kông đi trong có đại lục thì chỉ đi du lịch hoặc là công tác vài ngày thôi thì vài ngày làm sao thể có tiếng phổ thông tốt còn họ cũng không có nhu cầu đi đài loan rồi à, bây giờ thầy có một tin tức cái này là báo chí nào cái này là mình Bộ là Vang Huy bao Huy bao là cái tiêu đề là cổng đại diện cứu quân cảnh sát, học viện kết nghiệp bùi châu ý là cái nguyên cú sinh uh, nguyên cứu sinh của trường đại học hồng kông quan sát là quân mà cảnh sát học là cái học viện cảnh sát quan sát cái học viện cảnh sát kỳ nghiệp là tốt nghiệp cảnh sát cái cái lễ hội tốt nghiệp của học viện cảnh sát tại Hồng Kông. Lý gia siêu là lý gia lý gia siêu là cái trường đặc khu hiện nay khi họ sinh là hy học sinh hơn nội thì thủng bao xuyên chuyển hơn còn xuyên chuyển hơn còn là quảng bá Hồng Kông quảng bá Hồng Kông cho người Trung Quốc đại lục nội thì thủng báo là người Trung Quốc đại lục. Ok rồi còn ở dưới có cái gì? Các xem đi. Rồi,

các bạn mọi người đi trong Hồng Kông mới có thể tiếng lên. suy nhiên, ngôi tích phổ thông hoàn hẳn nhậu hạn. Mặc dù tiếng phổ thông của tôi vẫn rất là giới hạn. Rất giới hạn có nghĩa là rất là không có rạng, không có lưu lắc. Giống như cái tên nhầm quyền, tên âm quyền, 10 năm sau đúng không? Mỗi năm sau không có thay đổi cái gì. Để các bạn nói, Ê, sau khi Hồng Kông trả lại cho Trung Quốc, tiếng năng lực tiếng phổ sẽ tự từ 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 tăng Đúng không? Nhưng mà sự thật có tăng không? thầy cảm thấy là có nhưng mà chủ yếu là cái nên nghe có tân nghe nhưng mà nên nói vẫn không có tân nghe nhiều tại sao tại vì có mấy lý do một lý do là tại vì có nhiều khách du lịch đi hồng kông cũng là đến từ tỉnh quảng đông nhiều hơn họ vẫn hiểu tiếng quảng đông có một số người không hiểu không nói được tiếng quảng đông nhưng mà nghe hiểu cho nên nhiều khi là khách du lịch trung có nói tiếng phổ thông nhân viên hồng kông vẫn nói tiếng quảng thứ hai là nên với hàng không nói tiếng quảng đông trong vẫn hiểu tại vì bây giờ thanh toán đa số thông qua alipay, wechat pay hoặc là apple pay đúng không? không có nói gì nhiều, nói tiếng phổ thông, giỏi hại như thế nào cũng được. còn thứ ba là đa số người hồng kông tiếp xúc tiếp xúc tiếng phổ thông là đến từ cái cái gì? đến từ cái khác du lịch trung quốc đi công tác tại trung quốc. còn cái nhân viên giống như cảnh sát làm cảnh sát làm nhà nước không cần giao tiếp với cái nhà nước của người trung quốc nhà nước của Trung Quốc. Tại sao giống như thầy mình cho thầy đã nói Hồng Kông là ở uh, dưới cái hệ thống một quốc gia hai chế uh, độ. Ở dưới một quốc gia hai chế độ có nghĩa là gì? Có nghĩa là quân sự, quốc phòng ngoại giao, Ngoại ba điều này tất cả không liên quan đến Trung Quốc. Nhà nước Hồng Kông, hệ thống Hồng Kông và hệ thống Trung Quốc đã khác nhau hoàn toàn, không cần tiếp xúc với nhau, tiếp xúc với nhau. Còn thứ thứ hai cũng một lý do là tại vì trong 3 năm nay Hồng Kông đi Trung Quốc phải cắt đi, Trung Quốc đi Hồng Kông vẫn phải cắt đi tại vì cái mùa dịch cho nên càng ngày càng ít cơ hội nói tiếng phổ thông à, thầy nói thiệt á càng ngày càng ít cơ hội nói cái này là lý do khiến cho người hồng kông cái tiếng phổ thông vẫn là hữu dầu hạn cách là dối hạn có ý là không có điều đó rồi tạm đầy ta kết thúc rồi nếu các bạn cảm thấy đồng ý ý kiến của thầy thì vui lòng đánh nhau ở dưới không đồng ý vẫn có thể đánh nhau ở dưới để thầy biết quan điểm của em như thế nào thì. Thì rồi cảm ơn mọi người hẹn gặp lại